Một người yêu bạn rất sâu đậm, muốn cùng bạn bên nhau đến cuối cuộc đời, đến tận cùng của thời gian, những dấu hiệu rất rõ ràng. Điều thứ nhất, hỗ trợ vô điều kiện. Người ấy luôn đưa ra sự hỗ trợ, khuyến khích và thấu hiểu không ngừng nghỉ, bất kể hoàn cảnh nào. Người ấy luôn sát cánh bên bạn, cho dù có khó khăn đến đâu thể hiện sự cam kết và cống hiến của người ấy người ấy luôn ở bên bạn hỗ trợ tích cực cho bạn sự hỗ trợ của người ấy không phụ thuộc vào sự thành công hay thất bại của bạn mà phụ thuộc vào sự quan tâm và tình yêu chân thành của người ấy dành cho bạn người ấy tích cực lắng nghe những mối quan tâm nỗi sợ hãi và ước mơ của bạn người ấy dành cho bạn sự quan tâm đầy đủ và nỗ lực để hiểu quan điểm của bạn người ấy đặt câu hỏi tìm kiếm sự làm rõ và đưa ra sự đồng cảm và xác nhận kỹ năng lắng nghe của người ấy cho thấy rằng người ấy thực sự quan tâm đến suy nghĩ và cảm xúc của bạn người ấy liên tục khuyến khích và tạo động lực để giúp bạn đạt được mục tiêu và vượt qua thử thách của mình người ấy tin vào khả năng của bạn và thúc đẩy bạn trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình người ấy đưa ra những lời khẳng định ca ngợi thành tích của bạn và nhắc nhở bạn về những điểm mạnh của bạn trong những thời điểm khó khăn người ấy giúp bạn giải quyết các vấn đề và đưa ra hướng dẫn khi cần người ấy cùng bạn đưa ra các giải pháp đưa ra những quan điểm khác nhau và hỗ trợ bạn đưa ra quyết định đó là nguồn trí tuệ và kinh nghiệm cung cấp những hiểu biết sâu sắc có giá trị để giúp bạn vượt qua những trở ngại người ấy luôn ổn định về mặt cảm xúc và có nền tảng vững chắc ngay cả trong những thời điểm thử thách mang lại cảm giác bình tĩnh và yên tâm khi bạn cảm thấy choáng ngợp hoặc lo lắng sự ổn định của người ấy giúp tạo ra môi trường an toàn và đảm bảo để bạn bày tỏ cảm xúc và tìm kiếm sự hỗ trợ người ấy thích ứng với nhu cầu và hoàn cảnh thay đổi của bạn người ấy hiểu rằng cuộc sống đầy rẫy những thăng trầm và người ấy điều chỉnh sự hỗ trợ của mình cho phù hợp người ấy khuyến khích sự phát triển và độc lập cá nhân của bạn người ấy ủng hộ quyền tự chủ của bạn và tin tưởng vào khả năng từ mình giải quyết thử thách của bạn người ấy trao quyền cho bạn khi đưa ra quyết định chấp nhận rủi ro và học hỏi từ kinh nghiệm của bạn đồng thời vẫn đưa ra sự hỗ trợ vững chắc điều thứ hai người ấy giàu lòng vì tha sẵn sàng hy sinh vì hạnh phúc của bạn người ấy ưu tiên nhu cầu và mong muốn của bạn thường đặt chúng lên trước nhu cầu của người ấy nó liên quan đến việc xem xét cảm xúc mong muốn và hạnh phúc của bạn khi đưa ra quyết định người ấy sẵn sàng hy sinh vì lợi ích của bạn sự hy sinh thường liên quan đến việc tìm ra điểm trung gian và sẵn sàng thỏa hiệp. Nó có nghĩa là linh hoạt và sẵn sàng từ bỏ một số điều hoặc điều chỉnh vì lợi ích của mối quan hệ. Điều này có thể bao gồm việc thỏa hiệp với sở thích cá nhân, thực hiện các thay đổi để đáp ứng nhu cầu của người kia hoặc tìm ra giải pháp phù hợp cho cả hai. Vì tha có nghĩa là cả hai hỗ trợ về mặt tinh thần cho nhau trong những thời điểm thử thách nó liên quan đến việc có mặt bên cạnh bạn khi bạn cần được lắng nghe mang lại sự thoải mái và yên tâm cũng như cung cấp không gian an toàn để bạn bày tỏ cảm xúc của mình người ấy sẵn sàng gạt bỏ những lo lắng của riêng mình và luôn ở bên bạn sự hy sinh đòi hỏi phải đầu tư thời gian và công sức vào mối quan hệ điều đó có nghĩa là sẵn sàng ưu tiên thời gian chất lượng bên nhau ngay cả khi bạn có những cam kết hoặc trách nhiệm khác nó liên quan đến việc tích cực tham gia vào các hoạt động được chia sẻ cùng nhau tạo ra những trải nghiệm có ý nghĩa và hiền diện trong khoảnh khắc cùng với người ấy của bạn điều thứ tư lập kế hoạch dài hạn lập kế hoạch lâu dài trong tình yêu bao gồm việc cùng nhau hình dung về tương lai và đưa ra những quyết định phù hợp với mục tiêu và nguyện vọng chung của cả hai việc lập kế hoạch dài hạn bắt đầu bằng việc có tầm nhìn chung về tương lai của cả hai điều này liên quan đến việc thảo luận và điều chỉnh các mục tiêu ước mơ và giá trị của nhau điều quan trọng là có những cuộc trò chuyện cởi mở và trung thực về những gì cả hai mong muốn về sự nghiệp gia đình Lối sống và sự phát triển cá nhân. Là kế hoạch dài hạn bao gồm việc đặt ra các mục tiêu cụ thể cho mối quan hệ của bạn. Những mục tiêu này có thể liên quan đến nhiều khía cạnh khác nhau như giao tiếp, sự tin cậy, sự thân mật và phát triển cá nhân. Bằng cách cùng nhau đặt ra các mục tiêu, bạn sẽ tạo ra lộ trình cho mối quan hệ của mình và hướng tới việc xây dựng nền tảng vững chắc cho tương lai lập kế hoạch tài chính là một khía cạnh quan trọng trong việc lập kế hoạch lâu dài trong tình yêu nó liên quan đến việc thảo luận và đưa ra quyết định về cách bạn sẽ quản lý tài chính của mình như một cặp đôi điều này bao gồm lập ngân sách tiết kiệm và lập kế hoạch cho các chi phí lớn như là mua nhà lập gia đình giao tiếp cởi mở và chia sẻ các mục tiêu tài chính là rất quan trọng cho một tương lai tài chính lành mạnh lập kế hoạch lâu dài trong tình yêu bao gồm việc hỗ trợ các mục tiêu phát triển cá nhân và sự nghiệp của nhau điều này bao gồm việc thảo luận và lập kế hoạch về cách bạn có thể vừa theo đuổi nguyện vọng cá nhân của mình vừa duy trì sự cân bằng lành mạnh giữa công việc và cuộc sống nó có thể liên quan đến việc đưa ra quyết định về thay đổi nghề nghiệp học tập nâng cao và hỗ trợ sự phát triển nghề nghiệp của nhau cùng nhau lập kế hoạch cho một cuộc sống lâu dài và trọn vẹn, cũng liên quan đến việc ưu tiên sức khỏe và hạnh phúc của bạn. Điều này bao gồm thảo luận và đưa ra quyết định về việc duy trì lối sống lành mạnh, hỗ trợ sức khỏe thể chất và tinh thần của nhau, cũng như lập kế hoạch cho các nhu cầu chăm sóc sức khỏe khi bạn già đi. Điều thứ năm, nỗ lực nhất quán. Những nỗ lực nhất quán trong tình yêu là điều rất cần thiết để duy trì một mối quan hệ lành mạnh chúng liên quan đến việc đầu tư tích cực và liên tục thời gian năng lượng và sự chú ý vào việc nuôi dưỡng và củng cố mối liên hệ của bạn với người ấy những nỗ lực nhất quán trong tình yêu đòi hỏi sự giao tiếp cởi mở điều này có nghĩa là thường xuyên chia sẻ với nhau chia sẻ những suy nghĩ cảm xúc của bạn và tích cực lắng nghe người ấy nó bao gồm sự trung thực, minh bạch và tôn trọng trong giao tiếp của bạn, cũng như giải quyết kịp thời mọi vấn đề hoặc những mối quan ngại. Dành thời gian chất lượng bên nhau là rất quan trọng để xây dựng và duy trì mối liên kết bền chặt. Những nỗ lực nhất quán trong tình yêu bao gồm việc dành thời gian cho nhau, ngay cả khi có lịch trình và trách nhiệm bận rộn. Nó có nghĩa là ưu tiên các hoạt động chia sẻ những cuộc trò chuyện có ý nghĩa hoặc là những buổi hẹn hò thường xuyên dành thời gian dành riêng cho nhau sẽ giúp mối quan hệ của bạn trở nên sâu sắc hơn và tạo ra những kỷ niệm lâu dài những hành động tử tế và đánh giá cao nhỏ có thể giúp ích rất nhiều trong việc nuôi dưỡng tình yêu những nỗ lực nhất quán trong tình yêu bao gồm việc thường xuyên bày tỏ lòng biết ơn và thể hiện sự đánh giá cao với người ấy của bạn nó có thể đơn giản như là nói cảm ơn để lại một lời nhắn sâu sắc hoặc làm điều gì đó tử tế và bất ngờ những cử chỉ này giúp tạo ra bầu không khí tích cực và yêu thương trong mối quan hệ những nỗ lực nhất quán trong tình yêu đòi hỏi phải tích cực vượt qua những thử thách và xung đột nó liên quan đến việc tiếp cận những bất đồng bằng tư duy giải quyết vấn đề tìm kiếm sự thỏa hiệp và tìm ra giải pháp cùng có lợi. Việc giải quyết các vấn đề xung đột một cách nhất quán giúp ngăn chặn sự oán giận và xây dựng nền tảng tin cậy và hiểu biết vững chắc hơn. Những nỗ lực nhất quán trong tình yêu đòi hỏi sự cống hiến, cam kết và sẵn sàng đầu tư vào mối quan hệ. Điều quan trọng cần nhớ là tình yêu là một hành trình liên tục đòi hỏi sự quan tâm và nỗ lực không ngừng của cả hai bằng cách luôn thể hiện sự quan tâm của nhau và ưu tiên mối quan hệ bạn có thể tạo dựng một tình yêu sâu sắc và lâu dài thông qua chủ đề của video lần này quốc anh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả chúng ta nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn ngoài ra các bạn có thể kết nối trực tiếp với quốc anh qua fanpage và qua zalo theo số điện thoại quốc anh chia sẻ bên dưới mỗi video quốc anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn chào tạm biệt và hẹn gặp lại